Ở bài 57 chúng ta có sao chẳng ngân phiên kia hao gu chụp đề sao chẳng ngân phiên kia hao gu chụp đề tôi muốn thay đổi nơi làm việc phiên kia hao gà là thay đổi phiên kia hao gà là thay đổi nha sao chẳng là cái nơi làm việc đấy mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta có sao chẳng phiên kia chân cha Arabuki tức là chúng ta tìm hiểu tất cả những vấn đề liên quan đến đổi nơi làm việc thứ hai là Ilsi Chungguk chân cha Hokinagi là chúng ta kiểm tra cái vấn đề mà xuất cảnh khoan dung phần hoạt động Chebukuk Hoka Tungiso Ihagi là chúng ta sẽ tìm hiểu sẽ hiểu về cái tung y sơ tung y là đồng ý cái giấy đồng ý hơ ca là được phép hơ ca là cho phép chê cúc là tái nhập cảnh phần ơ vi phần từ vựng sao trong tiếng gồng là cái việc thay đổi nơi làm việc cho khi khi bút qua yên si trung quốc tức là tạm thời về nước Chu kỳ Minh Sĩ Trung Quốc tức là gì ạ nhập trở về nước sớm hoặc là đây ạ Minh Sĩ Trung Quốc là tạm thời xuất cảnh về nước sớm hoặc là tạm thời xuất cảnh tiếp theo là phần thông tin và văn hóa chúng ta có sao trong tiếng kia là cái việc thay đổi nơi làm việc. Như các bạn biết ở bên Hàn Quốc thì cái việc thay đổi nơi nơi làm việc ấy thì cũng thường hay là có đúng không ạ? Vì điều kiện công ty hoặc là vì cái nhu cầu của mỗi người mà chúng ta có thể là thay đổi được nơi làm việc. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu phần hội thoại số 1. Atit no huesa omkil ramyo. Omkil ko ramyo. Các bạn chuyển công ty à? Musun idisoyo? Có việc gì vậy? Uri hoesa ga sajeongi an joaseo. Sajeong là cái điều là cái tình cảm riêng ấy. Sajeong an joaseo ot murun ajeung geu gatta. Đó, công ty điều kiện không tốt nên là có thể sẽ phải đóng cửa sớm thôi tức là biết trước cái tình hình rồi nhá tức là mình nghe ngóng tình hình công ty thấy công ty khó khăn là có thể sẽ bị đóng cửa Kureso vì vậy Sajang nimi giám đốc ấy sao trang tiền kiêng xin trong sơ đơn ne ragu hashito vì vậy nên là giám đốc đã yêu cầu mọi người là nộp đơn xin chuyển chỗ làm Correct구나. Thì ra là vậy. 사장님도 힘드실 텐데 널 많이 생각해 주시는 것 같아. Ông chủ có vẻ là rất là vất vả và suy nghĩ cho bạn suy nghĩ nhiều cho bạn. Bây giờ đúng rồi. Cachi ha면서 cùng nhau làm việc. Trong y mani drone có nhiều tình cảm. Nó mu xuất xuất hèo. Nên thật tiếc. Nên là quá tiếc. Đúng không? Credo. Cho dù như vậy. Nan kế sốc y đơn heya hà thì như vậy nên. Vì thế nên tôi cũng làm việc liên tục. Khưng tê, thế nhưng sao trong tiếng kiêng xin trường sơ nên Khlô kê yaki kinh nago hàn tàn y nè Heya hàn tàn miền sớ Thế nhưng là gì ạ? Thế nhưng cái đơn đăng ký thay đổi nơi làm việc ấy thì là Khlô kê yaki kinh nago hàn tàn y nè
là cái trong vòng 1 tháng sau khi kết thúc hợp đồng lao động thế giảm viên số, tôi nghe nói rằng là phải làm, tức là cái giấy đơn đăng ký xin thay đổi xưởng ấy, xin thay đổi xin xin chuyển xưởng ấy, thì là tôi nghe nói rằng là phải làm sau khi hết hợp đồng trong vòng 1 tháng. Hắn ra à nè, trong vòng 1 tháng quý ông xin thuê hồ sơ đi đến trung tâm việc làm xin chun hết tuổi và phải nộp, tức là trong vòng 1 tháng sau khi mà các bạn hết hợp đồng thì các bạn lên để nộp. Còn một số cái trường hợp khác, ví dụ như là trong công xưởng có đánh nhau chẳng hạn, hoặc là ông chủ không tốt, hoặc là ông chủ hay chửi bậy mình, thì cái đấy là những cái điều kiện để cho chúng ta chuyển xưởng không cần phải hết hợp đồng. Đây, sao chứ nghỉ ăn cho thà, tình cảm kia không tốt, tức là cái tình cảm không tốt. Cho nghi từ ta, cho nghi từ ta là có tình cảm và sốt sốt hoa là tiếc nuối thất vọng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhé.57과 사업장을 변경하고 싶은데 대화 1 아들, 너 회사 옮길 거라며? 무슨 일 있어? 우리 회사가 사정이 안 좋아서 곧 문을 닫을 것 같아. 그래서 사장님이 사업장 변경 신청서를 내라고 하시더라고. 그랬구나. 사장님도 힘드실 텐데 널 많이 생각해 주시는 것 같다. 맞아. 같이 일하면서 정이 많이 들었는데 너무 섭섭해. 그래도 난 계속 일을 해야 하니까. 근데 사업장 변경 신청서는 근로계약이 끝나고 한달 이내에 해야 한다면서? 응, 한달 안에 고용센터에 가서 제출해야 돼. 나는 아니야. 57과 사업장을 변경하고 싶은데 대화 1. 네, 너 회사 옮길 거라며? 무슨 일 있어? 우리 회사가 사정이 안 좋아서 곧 문을 닫을 것 같아. 그래서 사장님이 사업장 변경 신청서를 내라고 하시더라고. 그랬구나. 사장님도 힘드실 텐데 널 많이 생각해 주시는 것 같다. 맞아. 같이 일하면서 정이 많이 들었는데 너무 섭섭해. 그래도 난 계속 일을 해야 하니까. 근데 사업장 변경 신청서는 근로계약이 끝나고 한달 이내에 해야 한다면서? 응, 한달 안에 고용센터에 가서 제출해야 돼. Bây giờ mời Hiếu đọc lại Hiếu nhé. Nè. Adit, nơ phê xa ông kinh kramio mù sân in isa ui hê xa ca sa chân y an choa sơ cốt mù nân ta tân cơ ca thả. 그래서 사장님이 사업장 변경 신청서를 내라고 하시더라고. 그랬구나. 사장님도 힘드신 텐데 난 많이 생각해 주시는 것 같아.
맞아. 까티 아까티 인하면서 정이 많이 들었는데 너무 섭섭해. 그래도 난 계속 일은 해야 하니까. 근데 사업장 변경 신청서는 근로 계약이 계약이 끝나고 한 달 이내 이내 해야 한다면서. 한 달 안에 고용센터에 가서 재준해야 돼. 네. Bạn Ngọc có đọc được không Ngọc ơi? Trang chạy rồi. Trang thấy ao ra không không thấy nhắn gì nữa. Ngọc đâu không Ngọc ơi? Atit nơ huê sa ôn kín cơ ra mìa mù sư nâng ít sơ u đi huê sa ca sa chương y ảnh chô a sơ tốt mù nâng ta tân cất ca thả. Cửa sơ sa trang mi sa ấp trang biên kiêng xin trường sơn rừng Nerako Hasita Rako cứ rết cô na sơ trang nìm tô Him tu sa chang nim sa chang nim to him tu sin ten te nen ten te nen mani sang ka he chu sinen kot kata macha kati in ha miên sơ chương y man mai hi mạn ni từ rất nên tê nơ mù sớp sớp hê crypto nan kê sốc y rừng hê ra ha ni ca kinh tê sa ướp trang tiền kia xin chân sơ nâng cân rô kê gia kỳ khứt na cô hàn tàn y nê hê gia hàn tê miên sớ hàn tàn anne an cô dùng center e ca sơ chê chun hê ra tuê ok chúng ta các phần từ vựng ở bên phần thay đổi nơi làm việc ạ. Sao trong kiêng kiêng, cái việc này rất là quan trọng khi mà chúng ta ở bên Hàn Quốc ấy. Khi ở bên Hàn Quốc thì chúng ta cái việc mà thay đổi cái hợp đồng, thay đổi nơi làm việc nó rất là quan trọng, đúng không? Chỗ nào lương cao chúng ta đi. Nào tiếp theo chúng ta có từ vựng thì chúng ta kulu keyaki manlyo deta. Manlyo deta là kết thúc cái hợp đồng lao động.
kết thúc hợp đồng lao động là Kulokeyaki Manryo thì là và Kulokeyaki Hechi thì là Hechi là bị phá hủy á, bị bỏ đúng không? Hủy hợp đồng lao động, hủy bỏ hợp đồng lao động. Tiếp theo là Keyaku Kenshin là khôi phục hợp đồng lao động. Kenshin là cờ chôn là từ chối, từ chối hợp đồng. Tức là ví dụ như này, khôi phục hợp đồng tức là gia hạn thêm hợp đồng ấy các bạn. Các bạn hiểu không ạ? Có. Khôi phục tức là gia hạn thêm hợp đồng ấy. Tiếp theo là Kenshin là khôi phục hợp đồng nhưng mà khởi chôn là từ chối. Ví dụ như hết năm thứ ba này, người ta bảo là ký tiếp một năm 10 tháng nữa nhé. No, no, no. Được chưa? Tiếp theo. Tiếp theo là sao trang kiên kiên sayu. Sao trang kiên kiên sayu đây là cân nhắc. Tức là lý do thay đổi ạ. Lý do, tìm hiểu cái lý do thay đổi nơi làm việc. Sayu lý do. Tiếp theo là im cư mơn chế buôn hả giả. Chế buôn hả giả là gì ạ? Trả chậm lương đấy ạ. Sao trang niêm bảo không có tiền, giám đốc bảo không có tiền, chậm lương nha. Tiếp theo là hiuopara. Hiuopara là tạm dừng kinh doanh, tạm nghỉ. Hiuop. Tiếp theo là feopara. Feop là ngừng kinh doanh. Up là doanh nhẹ, doanh nghiệp đấy, up nghề nghiệp đấy. Phê là phế, bỏ đi đấy, ngừng kinh doanh. Nhá. Tiếp theo. Hốc dơ nên hà đà, mắng chửi. Ích mùi xí kia. Đấy, mắng chửi nhân viên. Nhá. Mắng chửi nhân viên. Tiếp theo. Phúc khen hà đà. Phúc ơn hà đà là gọi là gì ạ? Nhục mạ bằng lời nói đúng không ạ? Bạo hành lời nói. Phúc khen hà đà là bạo hành bằng hành động, bạo hành. Sao trang kiên kiên xin chung thơ. Sao trang kiên kiên xin chung thơ là cái đơn đăng ký thay đổi nơi làm việc. Tiếp theo là sao trang chú gà bổ sung thêm doanh nghiệp để cho các bạn tìm thêm cơ hội việc làm. Ví dụ như các bạn sau khi nộp đơn xin thay đổi nơi làm việc ấy, thì người ta sẽ giới thiệu rất là nhiều chỗ. Chỗ này không được thì chúng ta sẽ vào chỗ khác nhé, trong cái thời gian mà chúng ta đi tìm việc ấy. Đấy, phần số 1, luyện tập số 1. Ở đây chúng ta, bạn Hiếu với bạn Ngọc, mỗi người đọc một lần những từ vựng này nhé các bạn nhé. Vâng. Đọc được quen, biết quy trình. Mời Hiếu trước. Kulokeyaki manlo tueta. Kulokeyaki hechi tueta. Keyakun kenshin hata. Kenshinun kuchun hata. Saeupchang pinkyun sayu. Himkumun chepun hata. Kyuop hata. Peop hata. Poken nun hata. Poken nun hata. Sao chang pin kiang xin chung sơ. Sao chang chuka. Nè. Mời bạn Ngọc đọc lại lần nữa Ngọc ơi. Kunoke Jaki Manrio Tueta. Kuroke Jaki Hechi Tueta. Ke Jakin
Kang xin hạt ạ. Kang xin lưng cơ trơn hạt ạ. Sa dấp trang biên kiêng sơ dù. Im cư mân. Im cư mân chê bùn hạt ạ. Yô ớp hạt ạ. Phê ớp hạt ạ. Pokernin hata. Pokhagen hata. Sa up chang pin kiêng xin chung sơ. Sa up chang chuka. Ok. Thì các bạn hiểu cái vấn đề mà thay đổi nơi làm việc ở Hàn Quốc chưa ạ? Khi mà chúng ta có một số lý do, ví dụ như là chậm lương này, ngừng kinh doanh này, hoặc là doanh nghiệp tạm dừng này, hoặc là chủ mắng chửi này, rồi bạo hành này, nha, thì chúng ta đấy là chúng ta có thể là đi lên Bộ Lao động, hoặc là lên Chunibuk Pali Samuso, hoặc là lên Notombu, thường ở bên Hàn người ta gọi là Notombu ấy, nha, lên Notombu để chúng ta yêu cầu cái đơn thay đổi việc làm và lý do, nha, có lý do thì chúng ta sẽ thay đổi được. Và đây phần luyện tập số 1. Bây giờ tôi sẽ làm luôn phần số 1 này nhé. Cứ lúc khi Yaki mà liêu tuyển miên. Khi mà nếu mà kết thúc, nếu mà đến hạn cái hợp đồng lao động ấy, Otoke Halkoe thì tôi phải làm thế nào? Khi Yaki cái gì đó Harikoe Chikum Thanin Huê Sa Ga Chuôn Cơ Gata Yô. Thì bây giờ cái công ty mà bây giờ đang làm ấy thì chốn cứ gặp thầy ô có vẻ tốt đấy, thì chúng ta thì người này người ta khuyên là ký lại hợp đồng đi, đúng không ạ? Thì sẽ là Kenshin Kenshin Hadeoko Hadeoko ký lại đi công ty mà mình đang làm có vẻ tốt đấy. Câu thứ hai à, nhớ là xem câu thứ hai nhé. Tờ y sang công trang ngân un dân hăng hà nân cơ yếu. An yêu sa chang nghi y sơ sơ chi cư mân chăm si hưu ấp chung yếu. Ước chung gì đấy không? Ước chung gì đấy không? Đây ạ. Tô y sang công trắng hơn. Uống dương án thân cơ ấy không? Án nhó. Tức là gì ạ? Tô y sang tức là thêm nữa. Công trắng hơn uống dương là vận hành. Công trắng không còn hoạt động. Không vận hành chứ. Bạn không vận hành công ty thêm nữa à? Không. Tức là người hỏi một. Người ta bảo là ý của người hỏi đó là gì ạ? Bạn muốn dừng công ty à? Đúng không? Thì câu trả lời đó là không. Không. Sa cho nghỉ sơ sơ vì là lý do riêng. Vì một lý do. Chăm chỉ. Bây giờ bạn dừng kinh doanh một thời gian, ví dụ như người ta nhà có việc vợ đẻ chẳng hạn, người ta nghỉ 2-3 ngày 5 ngày thì đấy là chưa nha. Nào, câu số 3 này. Cơn mochi cái gì đó miết bơn ca chi khăn đừng héo xe bơn ca chi nên sọc quân su ít nên khẩn lộ. Tôi biết là có thể đổi được 3 lần. Cơn mua chi chính là gì ạ? Cơn mua làm việc, chi là chi yốc ấy, là địa điểm ấy, nơi làm việc ấy. Sao chăng? Sao ấp chăng?
giống nhau nhá. Kunmuchi và Saop Chang là giống nhau các bạn nhé, nghĩa. Dạ. Thế bạn của thầy giật thế. Dạ. Bây giờ đỡ chưa Hiếu ơi? Chưa rồi rồi ạ. À ok, để cho dò máy nó lát mạng bên nhà ông bà. À, tiếp theo, đây là chúng ta là gì ạ? Piên kiêng đúng không? Hay liền xin trông ạ? Kiêng. Piên kiêng đúng Piên không? Cái việc thay đổi nơi làm việc ấy, thì được mấy lần đúng không? Có thể được mấy lần. Cá nhân nghe là có thể được, có khả năng. Thế là câu số 4 này, bạn Hiếu đọc và bạn Hiếu làm cho thầy giáo câu số 4. 근무처는 바꾸고 싶은 이유, 이유가 있어요. Lý do bạn muốn thay đổi nơi làm việc. 몇 단체 임금은 못 받았어요. Mà là không nhận được lương trong trong nhiều tháng. Biết tan chê. Im cương một ba tháng rồi, mấy tháng rồi không nhận được lương rồi. Mấy tháng rồi không nhận được lương. Im cương chê pun to phiên kiêng sayu ca tuê chiếu chậm trả lương cũng là một lý do để thay đổi đúng không? Có đúng rồi. Có được không? Đúng, ok. Chậm lương có thể là cái lý do chậm lương có được không? Đúng không? Thì đầu tiên ấy, cái EU và SIU nó là ý nghĩa giống nhau như bạn hiểu nhé. EU nó là lý do và SIU nó cũng vẫn là lý do rồi. Ok. Chúng ta sang phần luyện tập số 2. 그림은 보고 알맞은 말을 연결하세요. Hãy nối, đúng không? Hãy nối cái lời nói đúng vào bức tranh. Đây, 1, 2, 3, 4 luôn ạ. Bây giờ bức hình số 1 thì là gì ạ? Poken hả bạn? Ồ, Poken. Ơn là ngôn ngữ này, Honor là ngôn ngữ này, Poken. Poken hả bạn? Rồi. Câu số 2. Bức hình ai? Bức hình số 2. Bức hình hơn hả bạn? Bức hình hơn hả bạn? Tiếp theo, bức hình số 3. Phê ớp hả bạn? Để phê ớp hả bạn và số 4 chắc chắn là chú ớp. Nhá. Chúng ta sang phần số 2 luôn ạ. Các bạn sang trang sau nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần hội thoại trước. Các bạn dở phần hội thoại nhé. Đây là cuộc nói chuyện giữa Atit và Ivan. Atit nói ạ, Abojiga Chinandane. Chinandane là tháng trước đúng không ạ? Abojiga Chinandane 큰 수술을 받으셨어. 수술 là phẫu thuật, 큰 수술 là phẫu thuật nặng, phẫu thuật lớn. 받으셨어요, 받으셨어. À, bố tháng trước đã nhận được, đã được làm phẫu thuật lớn. 정말 이젠 좀 얻었어? 이젠 얻었어?
Chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Chúng ta đi trên chung Photoshop. Bây giờ thì thế nào thôi? Mani an chuôn xin cô gắt thà. Mani an chuôn xin cô gắt thà. Có vẻ không được tốt. Ăn bù đề đô. Cô hàng ấy thà nhiều. Quay à hàn cô gắt thường thế. Có lẽ tôi phải. Có lẽ tôi phải về quê. Dù cái gì đi chăng nữa. Dù gì đi chăng nữa. Chắc tôi phải về quê đấy. Không chắc ý mang kết ta. Chắc bạn lo lắng lắm. 고향에 가게 되면 지금 nếu mà được đi về nhà, được đi về quê thì 지금 일은 어떻게 하죠? 어떻게 하고? Nếu mà đi về nhà thì cái công việc này thì như thế nào? 인시 중국 했다가 재입국 하는 방법이 있다고 들었어. Tôi đã nghe nói rằng có cái phương pháp là tạm về nước và tái nhập cảnh. Đó. Tạm xuất cảnh rồi tái nhập cảnh. Trung Quốc là xuất cảnh. 그런데 회사가 한창 바쁜 때라서 마음 꺼내기가 쉽지 않네. 그런데 thế nhưng 회사가 한창 바쁜 때라서 thế nhưng mà vì bây giờ là cái thời điểm công ty là bận rộn đỉnh điểm. 마음 꺼내기가 cái việc mà nói, cái việc mà đưa ra cái lời nói ấy 쉽지 않네 không dễ dàng gì. Đây không dễ gì mà mở lời nhỉ. 그렇겠다. Có lẽ như này, có lẽ vậy. 그래도 저도 là như vậy. 사장님께 한번 얘기해 봐. 저도 như vậy nhưng mà cũng thử nói chuyện với giám đốc xem. Nhá. Còn từ vựng thì ở đây chúng ta có 한창 là đỉnh điểm và 말은 꺼내다 là mở lời. Ở đây ạ. 말은 꺼내기가 쉽지 않아요. Không dễ mở lời. À, bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này nhé. 대화 2. 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. 정말? 이젠 좀 어떠셔? 많이 안 좋으신 것 같아. 아무래도 고향에 다녀와야 할 것 같은데. 걱정이 많겠다. 고향에 가게 되면 지금 일은 어떻게 하고? 일시 출국했다가 재입국하는 방법이 있다고 들었어. 그런데 회사가 한창 바쁠 때라서 말 꺼내기가 쉽지 않네. 그렇겠다. 그래도 사장님께 한번 이야기해봐. 대화 2. 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. 정말? 이젠 좀 어떠셔? 많이 안 좋으신 것 같아. 아무래도 고향에 다녀와야 할 것 같은데. 걱정이 많겠다. 고향에 가게 되면 지금 일은 어떻게 하고? 일시 출국했다가 재입국하는 방법이 있다고 들었어. 그런데 회사가 한창 바쁠 때라서 말 꺼내기가 쉽지 않네. 그렇겠다. 그래도 사장님께 한번 이야기해봐. 이제 mời bạn Hiếu đọc một lần nhé, Hiếu nhé. 네. 네. Đọc từ đầu đến cuối ạ. 아버지가 지난달에 큰 수술을 받으셨어. 정말? 이젠 좀 어떠셔? 많이 안 좋으신 것 같아. 아무래도 고향
khoa nghe ta nhớ vài à hắn cất cát thả tể à cất ca cất cát thân tể cất cho nghi mang kê tả mang kê tả cô hè nghe ca kê tuệ miên chi cùng ý rừng ở tất kê hạ cô in si in si chung cúc hép tạ ca hết ta ca chế cúc hà nên bang bơ vi y ta cô tư rất sợ cơ rơn tê phê sa ca hàn trang bà bình tê ra sơ màn khơ nê kì ca xếp chi à nê Kroketa, Kreto, Sachanimke, Hanbun, Ida Kihepa. Thế, bây giờ mời bạn Hiếu với bạn Ngọc nhé. Bạn Hiếu với Ngọc, bạn Ngọc, bạn Hiếu đóng vai Atit và bạn Ngọc đóng vai là Ivan nhé. Nè, Abachika, Chinantane, Kun susunun patun siasa. Chong mat icho chong otosyo. Mani an chun sin kakata. Amureto kohang e tanya waya han kut han kut kat tunde. Cơ chương ý man cất tạ cô hàng e ca kê tuê miên chi cưng y rừng a tất kê hạ cố in si chung cúc hét tạ ca chế cúc hàng linh bang bơ vi y tạ cô tư rất sợ kron tê huê sa ca Han chang papun terasa man kene kika sip chia ne kuruheta kureto sa chang nin ke han pun iya ki he tupa ok. Đây nhá, tuy là bố ốm này muốn về nhưng mà lúc công ty đang bận này thì không biết có về được không, nhưng mà cứ xin phép giám đốc đã, còn thế nào thì sau nhá, công việc. Đây là cái nội dung của phần từ vựng số 2. Choki phi cúc qua in si Trung Quốc, tức là về nước sớm và xuất cảnh tạm thời thì sẽ như thế nào? Đây ạ, cho khi quý quốc khá là về nước sớm. Về nước sớm là về hắn luôn ấy. Ví dụ như là về làm được 2 năm chúng ta về, đấy là về nước sớm ấy. Nhá. Tiếp theo là INC Trung Quốc khá là xuất cảnh tạm thời ạ. Xuất cảnh xong lại quay lại. Chế quốc khá là tái nhập cảnh. Miễn chê tuy là được miễn trừ. Kên sa chân là việc cá nhân, chip an sa chân là việc gia đình, kiên hoan là bệnh hoạn, bệnh tật đấy, kiên hoan bệnh tật, phiên chân chỉ là ốm đối với người lớn các bạn nhé. Ở đây chúng ta có thêm cái đơn đăng ký, đúng không? Đây là chê cúc hơ ga xin chân sơ, là đơn đăng ký cho phép tái nhập cảnh. Tiếp theo, tông y sơ hoặc là hơ ca sơ, đây là giấy chấp thuận. Nha. Tiếp theo là Trung Quốc giấy chồng xin cô sơ, tức là bản khai báo dự định xuất cảnh, tức là bạn xuất cảnh bạn đi đâu, bạn về đâu, bao giờ sang.
Những cái đấy thì chúng ta lưu ý. Rồi bây giờ mời bạn Hiếu với bạn Ngọc mỗi người đọc một lượt cái phần từ vựng này nhé. Dạ. Yeah. Hiếu đọc trước này Hiếu. Choki chikukada. Insi chunkukada. Chip kukada. Miên chê tuê tà. Kein sa chung. Chip an sa chung. Piêng hoàng. Pen. Pen chan. Pen chan nư si tà. Chip kuk. Chip. Chip kuk hơ. Chip kuk hơ ka xin chân sơ. Thông y sơ, hơ ca sơ, chun cúc, e chân xin cô sơ. Mời Ngọc đọc lại Ngọc ơi. Chô kì quy cúc hà tạ, in si chun cúc hà tạ, chê íp cúc hà tạ, miên chê tuê tạ, kê cái in sơ chơn chip chip an sa chơn sa chơn biên hoan biên chan nư si ta chế íp cúc hơ ca xin chơn sơ tông uy sơ hơ hơ ca sơ chun cúc dê chơn xin cô sơ. Đấy. Thì khi mà chúng ta muốn về Hàn Quốc, về từ Hàn Quốc về Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có đơn từ giấy tờ, nếu không các bạn không quay lại nhập cảnh được đâu ạ. Cho nên chúng ta lưu ý như vậy nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần luyện tập ạ. Luyện tập ở đây chúng ta có số 1 Krime Manen Pyonen Poki Eso Kola Nzeo. Chúng ta hãy chọn từ phần Poki những cái biểu hiện đúng ấy, cho vào bức tranh. Nha. Đầu tiên là chúng ta có từ vựng đó là Thuê Sa Tà. Thuê Sa Tà các bạn có còn nhớ là gì không? Nếu nào còn nhớ là gì không? Là thôi việc từ chức, đúng rồi, thuê xa là thôi việc, cũng chưa ở bài 52 nhưng là thuê chức gì? À, thuê chức đấy là cũng là thôi việc, và chúng ta có một cái thuê xa đây là nghỉ việc, nó giống như thuê uôn ấy. Thuê uôn là đây, các bạn này bạn cầm cái từ thuê chức, thuê chức, thuê cương, thuê chức. À, tiếp theo là Choki Quy Quốc Hà Tà. Về nước sớm. Trung Quốc Ye Chung xin cô sơ rân chế chung là giả. Là gì ạ? Là gì ạ? Chế chung là giả nộp. Nộp cái gì? À, nộp đơn khai báo dự định xuất cảnh. Nộp đơn khai báo cái kế hoạch xuất cảnh. Kế hoạch xuất cảnh. Tiếp theo là kê in sa chân y sen ki đà. Có việc cá nhân. Có việc cá nhân. Xuất hiện. Hoặc là gì ạ? Có việc cá nhân đúng không ạ? Thì chúng ta điền như nào ạ? Hình số 1 là Kang in sa chân nghi sang kỳ tà. Đây, số 1 đây ạ. Số 2 là cái nào? Số 2 là Chun Cúc. Chun Cúc e chân xin cô sơ rừng. Cái này dê chân. Dê chân. Dê chân. Số 3. Số 3 là
Thuê xa hạt à? Thuê xa hạt à? Và bản số 4 là Choki Kui Kuk hạt à? Đây ạ. Tiếp theo phần câu ở đây thì chúng ta như thế nào? Câu 1 này. Kế in trước in là cái cá nhân. Cái cá nhân xa chân nghi, ít xa chân nghi. Kế in trước in xa chân nghi. Tức là cái vì cái lý do cá nhân ấy, xem kêu thôi. Tức là vì xuất hiện cái việc cá nhân. 고향에 잠시 다녀올게 그랬어요. Và tôi đã gì ạ? Đến nước sớm. 잠시 다녀올게 그랬어요. Tôi đã được về nước sớm, được về về quê hương sớm. 네, 반장님께 들었어요. Tôi đã được nghe từ 반장님, ông tổ trưởng. Cái gì đó, 신청서는 제출했어요. Cái gì ạ? Chép cúc hơi ca. Đúng rồi. Chứ bây giờ lại chuyển xưởng thì không ạ? Nộp đơn chuyển xưởng à? Người ta đã cho về rồi lại còn nộp đơn chuyển xưởng nữa. Đó. Chép cúc hơi ca. Xin chân thưởng. Tiếp theo câu số 2. 이렇게 빨리 고향에 돌아가는 거예요? 네, 엄마가 편찮으 주셔서 cái đó ha kê được rồi cho kỳ quy cục nè cho kỳ quy cục ok xuất cảnh sớm. Tiếp theo iben chu kaji đến hết tuần này xin mu hago tham chu trungguk y chiếu bạn làm việc hết tuần này còn tuần sau về nước phải không nè 금요일에 cái gì đó làm yên chọn cái nào ạ? Các bạn chọn cái nào? Chuẩn bị cho cô yêu xin thứ hai thông báo xin cô hà là khai báo thuê xa hạt thuê xa hạt cô làm nhân 중국 준비 하려고요. 야. 그게 거기서 뭐? 저희 자임티 제국 허가 신청서를 제출하고 인시 중국 했다가 입국하면 다시 허가를 받아야 해요. 아니요. 이 경우에는 제입국 허가가 bạn hiểu có gì chưa không? Đã nộp bản khai báo dự định xuất cảnh này. Cái gì? Đây là gì ạ? Nộp đơn
xin phép đúng không? Đầu tiên là xin phép. Xin phép và tái nhập cảnh. Xin phép xuất cảnh. Tái nhập cảnh như tái, thế. À, tái nhập cảnh. Tái nhập cảnh. Chiếc quốc đăng ký tái nhập cảnh này. In si Trung Quốc Heta. Heta. Heta ca xuất cảnh. Sau khi mà xuất cảnh. Thời. Là tạm thời thì là Yip Kuk Ham Yen. Sau khi xuất cảnh tạm thời và nếu nhập cảnh ấy. Nếu nhập cảnh này. Tha si lại đúng không ạ? Lại. Làm lại đúng không? Hơ ca đến Pha Tai Gia Thủy Ô. Phải xin lại cái giấy phép à? Phải xin lại giấy phép. Ồ, cái giấy phép này, giấy phép tái nhập cảnh này à? Án yu không. Y kiên ngu về nên ở trong trường hợp này, kiên ngu là trường hợp. Nhá, kiên ngu là trường hợp. Y kiên ngu là trường hợp này. Chê yu cúc hơ gà gà. Yu cúc hơ gà gà. Cái giấy phép tái nhập cảnh ấy, khả năng hiểu. Khả năng hiểu. Khả năng. Khả năng hiểu là gì ạ? Khả năng hiểu là được phép đúng không? Hoặc là miễn chê tuyều là miễn trừ. Thì em chọn cái nào? Tôi thấy miễn trừ nó lại hợp lý hơn ấy. Vâng. Bởi vì mình có miễn cái giấy trừ. Có cái giấy mà được phép tái nhập cảnh rồi thì không cần phải cái giấy tái nhập cảnh xin lại nữa. Nhá, cái này thường miễn trừ sẽ ai hơn? Chắc là miễn trừ đấy. Miễn trừ không cần phải xin nữa nhá. Vâng. Ok. Vậy ạ, cũng khơ ca thông nghi sơ. Chế cũng khơ ca thông nghi sơ. Đây là cái giấy mà khi chúng ta xin phép về ấy, thì chúng ta cần phải có cái giấy này. Nhá. Tuy là mua vé khứ hồi thì chúng ta cần cái giấy này để cho cái phần nhập cảnh của chúng ta nó thuận lợi. Nhá. Và lý do đây là rượu phu ni mê phiên hoa nơi đô INC Trung Quốc không ra vì lý do là bố mẹ bị bệnh, bố mẹ bị bệnh nên là xuất cảnh tạm thời đúng không? Trung Quốc Yê Trân In ngày dự kiến xuất cảnh là ngày mùng 3 tháng 5 Hơ Ga Kỳ Gan là cái giấy giấy phép ấy, từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 tức là trong vòng 14 ngày 2 tuần tôi được phép là trong vòng 2 tuần đã nhập cảnh, còn nếu mà ngoài 2 tuần này là có nhập cảnh nữa thì công ty nó cũng hủy hợp đồng đấy ạ. Nhá. Đây là trên này là Up Premium là cái là tên công ty Korea Sick Food là thực phẩm Korea, địa chỉ Trung Nam Asanji ở Asan Trung Nam Sa Trang Kin ở đường Sa Trang và số 29 đấy, và hạng mục đây ạ, công viên là Khan, công viên là Nam và Wilkin Tưng Núc Vân Hồ là cái số đăng ký người nước ngoài, Dương Quân Vân Hồ là số này. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm cái câu hỏi của hai phần này. Vie chế cúc hơ ca xin chân sơ ế nê yông qua ta đơn cơ sân cô lưu dèo. Tức là chúng ta tìm cái nội dung khác với cái nội dung ở đoạn bên trên này, trong bốn cái đáp án này. Nhá. Khan xin ơn, tất cả đều khan xin ơn. Nhá. Kim chân sư si hoa hàm kê chùn cô cơn hê gia hàm gì là. Kim chân sư đây là cái tép hiêu cha là người đại diện công ty, cho nên không phải cùng người đó để xuất cảnh đâu ạ. Nhá. Nếu như vậy thì chúng ta chọn luôn câu này là câu đúng, đúng không ạ? Được. Nếu mà như vậy thì câu này là câu đúng luôn rồi, khỏi cần làm cái câu sau. Đây, Khan này. Đấy. Bố mẹ. Vì vấn đề sức khỏe của bố mẹ. Đúng quá, bố mẹ bệnh này. Khan
한지 중남에 있는 고려 식품에서 일하고 있습니다. đang làm việc ở 고려 식품 mà có ở Trung Nam, đúng quá luôn. 한지 từ mùng 3 tháng 5 đến 17 tháng 5 고향에 다녀올 수 있습니다. Là có thể là quay lại, đúng không? Có thể quay lại từ quê hương vào ngày từ ngày mùng 3 đến ngày 17 tháng 5. Đúng quá luôn, câu 1. Ở đây chúng ta sang phần số 2 thì chúng ta có chế yếu khúc hơ ga thùng nghi sơ e. Cái giấy đồng ý tái nhập cảnh ấy. Thế hàn, đây thế hàn là về về cái tái về cái giấy phép, về cái giấy đồng ý cho tái nhập cảnh ấy. Nêung euro tức là nội dung về cái giấy phép đó. Mà chứng minh o chứng minh xqc, các bạn hãy đánh dấu vào o hoặc x, nếu đúng thì đánh o và sai đánh x. Đầu tiên là cái trên cái giấy phép ấy, hoga kiganeun ansu isseumnida. Có mà. Đúng hay sai ạ? Nhớ cái đúng hay sai? Hơ ga Câu kì này gan ạ. án suy suy ra. Tôi có thể biết được cái thời gian cho phép. Có biết được không ạ? Đúng rồi, biết Thì cho đúng mà. Rồi. Kunmuchiwa kunlochae chungbo를 접습니다. Tức là gì ạ? Cái thông tin về rồi. chungbo là thông tin em nhé. Chốc là ít. Rồi. Cái thông tin về cái địa điểm làm việc và người lao động ấy là Người ít. lao động. Có đúng không ạ? Biết tên này, biết địa chỉ này, biết Tên, số địa điện chỉ, thoại, số điện thoại liên thế là hệ các xong, biết hết rồi thứ. còn gì nữa. Tôi là tôi cho cái này. Ít thì thế là đủ rồi. Tiếp theo, lý do về nước là gì cũng có đúng không? Đây là Trung Quốc Có hè sơ. Trung Quốc hè sơ. Cá điên trang số e chu số rơ hoặc khi mì đà. Đây là gì ạ? Trung Quốc hè sơ, cái sau khi mà xuất cảnh ấy. Thì sao ạ? Cá điên trang số mà cái địa điểm định đi ấy. Cái địa điểm, địa chỉ của địa điểm định đi ấy. Park Kim là không có không rõ đúng không? Có rõ không ạ? có Có rõ quá anh. Từ từ nhá. Tôi rút lại. Cái không địa điểm của bạn này về đâu có đâu đúng không? không có không có không có Không có, cái này không có. Tiếp theo, cân mua hàng nên ập chê tè phiêu in là cái người đại diện của công ty ấy, nơi làm việc ấy thì cần cái sự kiểm tra, có kiểm tra chưa? Đây đây kiểm tra rồi này, Kim Dương Su đóng dấu rồi này. rồi. Có Có đóng dấu. rồi, có đóng dấu rồi. Ok. Tôi thấy là cái phần câu, những câu như này đi thi nó không đến mức độ hóc như thế này đâu. Tiếp theo chúng ta có xã ấp trang kiêng kiêng, cái việc thay đổi nơi làm việc ạ. Thì các bạn chú ý là cái điều kiện, cái lý do mà có thể thay đổi nhá. Thứ nhất là chấm dứt hợp đồng lao động sớm này nhá, hoặc từ chối gia hạn hợp đồng, cái này chúng ta phải đi thay đổi. Thứ hai là theo các chuẩn mực xã hội, người lao động nhập cư không thể tiếp tục làm việc tại nơi làm việc của mình vì những lý do không thuộc về người lao động nhá. Tức là gì ạ? Không theo các chuẩn mực xã hội nhá, tức là gì ạ? Mắng chửi các thứ đấy,
Tiếp theo, một nhân viên không thể làm việc nơi làm việc của mình vì chấn thương nhưng được chấp thuận để làm việc môi ở nơi làm việc khác trong một lĩnh vực hoặc công việc khác. Được chưa? Tức là mình không phù hợp với sức khỏe, mình không phù hợp với ngành này thì mình được chọn để xin là đổi sang ngành khác. Cho nên là các bạn cứ hình dung mấy cái này, nhất là việc chấm dứt hợp đồng lao động xong chúng ta đổi sớm hoặc là muộn nhá. Thứ hai nữa là theo các chuẩn mực xã hội, tức là không theo chuẩn mực xã hội, vi phạm chuẩn mực xã hội thì chúng ta cũng, đấy là một cái lý do để thay đổi. Tiếp theo, có thể là chúng ta mình đây ạ, vì chấn thương hoặc vì cái gì đó, đó thì mình có thể làm việc ở nơi làm việc khác hoặc là một lĩnh vực khác mà đảm bảo sức khỏe của người lao động, thì cái đấy mình sẽ lựa chọn và mình sẽ đưa ra lý luận để cho người ta thay đổi nơi làm việc của mình nha. Đây ạ, tiếp theo là sao trăng chương chương chuẩn xa. Thì sao trong khi nghiên ra đây là cái thủ tục thay đổi làm việc, thay đổi địa điểm làm việc như thế nào. Đây ạ, người lao động có ý định thay đổi làm việc vì lý do chính đáng phải nộp phiếu thay đổi là địa điểm làm việc cho trung tâm việc làm địa phương, tức là Notombu ấy, nơi làm việc của mình trong vòng một tháng, trong vòng một tháng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động đấy nhá. Quá một tháng là chúng ta thành bất hợp pháp đấy. Nhân viên sẽ được tuyển dụng lại trong vòng 3 tháng. Tức là trong vòng 3 tháng tiếp theo thì chúng ta sẽ được là tuyển dụng lại. Tức là người ta sẽ giới thiệu liên tục các công ty cho các bạn nhá. Thực tế là trong vòng 2 tháng các bạn. Thực tế là 2 tháng nữa. Cái này lâu rồi, 3 tháng, bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa. Ok. Bây giờ chúng ta làm phần IPS luôn nhé, bạn nhớ Ngọc nhé. Vâng. Thì chúng ta chuẩn bị để làm phần nghe luôn ạ. Quả EPS topic 듣기 1에서 2번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네, 서류는 이쪽에 제출하세요. 1번 근무지를 바꾸고 싶은데요. 네, 서류는 이쪽에 제출하세요. 2번 회사가 사정이 있어서 작업을 일시적으로 중단했어요. 1번 회사가 사정이 있어서 작업을 일시적으로 중단했어요. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 4에서 5번
이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 고향에서 얼마 동안 있을 예정이에요? 2주 안에 돌아올 거예요. 5번. 그래서 얼마 동안 있을 4번. 고향에서 얼마 동안 있을 예정이에요? 2주 안에 돌아올 거예요. 5번. 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요? 아니요. 회사 사정이 안 좋아서 문을 닫았어요. 옮긴 거예요? 아. 계약 기간이 끝나서 옮긴 거예요? 아니요. 회사 사정이 안 좋아서 문을 닫았어요. Các bạn làm luôn, phần đọc hiểu luôn nhé.
Các bạn cứ làm trong một lát sau thì chúng ta sẽ nhắn đáp án ở trong nhóm của lớp nhé. Vâng. Làm đến 9 rưỡi đi, à, đến 8 rưỡi đi.